quý vị, chính phủ Hà Nội một lần nữa phải đứng trước câu hỏi của người dân là chọn môi trường hay chọn gang thép khi khu liên hợp gang thép Long Sơn được lãnh đạo tỉnh Bình Định chấp thuận xây dựng ở làng biển Lộ Diêu. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên Diễm Thi. Tỉnh Bình Định vừa có quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu nằm ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn. Trưởng ban là ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu liên hợp gang thép Long Sơn dự kiến được xây dựng trên diện tích 486 ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 53.500 tỷ đồng, chia thành 3 giai đoạn đầu tư, công suất là 5,4 triệu tấn một năm, bao gồm các sản phẩm thép cơ khí, chế tạo chất lượng cao, thép xây dựng, thép cuộn. Bên cạnh đó, công ty cổ phần gang thép Long Sơn Phù Mỹ cũng đang nghiên cứu đầu tư khu bến cảng Hoài Nhơn trên tổng diện tích khoảng gần 500 hectare mặt đất và mặt biển. Thôn Lộ Diêu là một làng chài ven biển, được đánh giá là có tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Nhiều người lo ngại, việc cho đầu tư dự án gang thép sẽ gây tác hại lớn tới môi trường do nước thải, mà Formosa là một ví dụ điển hình. Giáo sư Đặng Hùng Võ nêu quan điểm của ông với RFA sáng 16 tháng 3. Khi đầu tư về luyện thép, rồi chế tạo các cái vật liệu mà có nguồn gốc từ kim loại đấy, kể cả việc khai thác bauxit chẳng hạn, vân vân, thì nó đều có khả năng rủi ro gây ra một cái thảm họa môi trường. Và cái điều này đã xảy ra ở Việt Nam rồi. Xây dựng nhà máy luyện thép thì cũng là việc cái nhu cầu cần thiết cho việc công nghiệp hóa, cho việc phát triển. Thế nhưng chọn địa điểm tại đâu cũng là cái điều mà rất cần thiết, và ta giải quyết vấn đề môi trường thật là triệt để thì như vậy cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Tôi cho rằng là có thể khẳng định lập nhà máy luyện thép ven biển là điều không nên, bởi vì nó sẽ có thể là cái nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển mà ở một cái phạm vi cỡ lớn, thì đấy là một cái chủ trương mà nhiều nước họ cũng đã làm cái chuyện đó rồi. Tôi cho rằng Nhật là nước mà thừa thãi kinh nghiệm về chuyện gọi là cái thực hiện công nghiệp hóa sao cho giữ được biển, và cái ý thức về môi trường trong quá trình công nghiệp hóa thì Việt Nam nên học Nhật. Theo ông Đặng Hùng Võ, Việt Nam lâu nay vẫn đỉnh đoạn với câu chuyện ô nhiễm môi trường, đặc biệt là những ô nhiễm từ quá trình công nghiệp hóa. Nhiều khi cứ đặt vấn đề công nghiệp hóa là rất quan trọng mà không nghĩ tới cái hậu quả gây ra cho môi trường, thậm chí biến đổi khí hậu. Ông nói tiếp. Thì rõ ràng là cái việc nâng cao ý thức của quản lý, của việc phê duyệt dự án, của việc quy hoạch, tôi cho cái đó ở Việt Nam cũng chưa thực sự được nâng cao. Yeah. Thì bây giờ giả sử chủ trương tìm một cái nhà máy luyện thép mới nếu đủ điều kiện, nếu cần thiết, thì việc đầu tiên là phải tìm cái vị trí nào cho nó phù hợp để không gây ra cái tác hại cho môi trường biển. Thế và đồng thời nếu nói mạnh hơn nữa, thì kể cả cái nhà máy Formosa ở Vũng Áng, nếu cần thiết phải chuyển địa điểm thì cũng phải quyết định chuyển. Mà nói thực ra mà nói về môi trường, sai một ly đi một dặm. Ngoài môi trường bị hủy hoại, tiềm năng du lịch của một vùng biển hoang sơ cũng mất. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Lửa Việt, nêu quan điểm của ông với RFA sáng 16 tháng 3. Cái Lộ Diêu là một cái điểm mà gần như dân du lịch họ chưa biết đâu. Người Bình Định chưa chắc là biết. Nó còn hoang sơ, mà chỗ nào hoang sơ mà chưa có sự can thiệp của con người. Thì đó là những cái tiềm năng du lịch. Nhưng mà kể cả gang thép, kể cả làm du lịch thì cũng đều làm kinh tế thôi. Yeah. Mục đích cuối cùng cũng là làm sao cho đất nước nó phát triển, đời sống của người dân tốt hơn, mà mình phải cân nhắc, mình phải lựa chọn giữ được cái môi trường bền vững, cái tài sản là lâu dài. Còn làm gang thép chắc chắn nó sẽ tác động tới môi trường, đặc biệt là làm gang thép thì không thể làm du lịch được. Bản thân tôi cũng hơi lo và nghi ngờ khả năng giải quyết những cái hệ lụy từ cái chuyện mà chất thải. Mình xin nhấn mạnh, mình phải nhìn từ hai góc độ. Yeah. Góc độ cái nhà đầu tư họ phải chọn cái địa điểm nào thuận lợi giao thông, rồi nguồn nước, rồi thì nguồn nhân lực, rồi nhiều thứ để có sinh lợi. Còn người làm du lịch thì họ cũng muốn tức là giữ lại được những cái của mình, tức là mỗi bên đều có lý của mình. Yeah. Vấn đề ở đây là có đáng phải hy sinh cái làng chài đó hay không? Đâu phải mất làng chài, nó mất nhiều thứ nữa. Gang thép là cực kỳ, tức là về ô nhiễm cực kỳ lớn. Và như vậy thì cân nhắc quyết định lựa chọn thế nào phải vì người dân.